Ok, xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 thì chúng ta chúc dành những cái lời tốt đẹp nhất dành cho phụ nữ, những chị em, các bà, các mẹ đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta không thể quên được cái phân tích Bitcoin ngày hôm nay. Thì hôm nay tôi với lại một bạn Gen View sẽ đưa ra các cái thông tin để chúng ta có thể tìm hiểu một chút. Sau cái gói cứu trợ 1.900 tỷ đây thì thị trường nó đang bình hết lên đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta sẽ xem chủ yếu vào Bitcoin cũng như là một số các cái tin tức. Thì ở cái video này tôi cũng đưa ra một số các cái giải pháp để cho chúng ta xem qua đúng không ạ? Đó là các cái thông tin về trong cái Chaecoin đúng không ạ? Chaecoin.vn. Thứ nhất, tôi đưa ra cái lịch IDO đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu cái IDO. Trước đây chúng ta có cái sự trúng coin thông qua ICO rồi rất nhiều các cái lead khác, thì các cái lần trúng coin cũng như là các vấn đề về mua coin ở ICO cũng như là các cái coin, thì đợt này chúng ta tập trung chủ yếu vào IDO đúng không ạ? IDO này, Eternity đúng không ạ? 8 tháng 3 tức là ngày hôm nay tại Polkastarter đúng không ạ? Rồi rất nhiều các con. Thì năm nay nó có cái nền tảng của DOT, nền tảng DOT đúng không ạ? Do vậy chúng ta sẽ phải tập trung vào những cái mã đó. Ví dụ như là các cái chủng của Masternode hay chủng DeFi, thì năm nay chúng ta sẽ có những cái chủng về IDO để chúng ta xem xét. Và cái X lần theo cái IDO này chúng ta phải tuyệt đối theo các cái thông tin của Chaecoin.vn. Trong cái Chaecoin.vn này chúng ta sẽ có cái bài mà tôi viết là lịch IDO này đúng không ạ? Các gói cứu trợ 1.900 tỷ nhé, 1.900 tỷ. Thứ hai nữa là cái hệ sinh thái của 2021 Dot lên ngôi và chúng coi từ DOT. Thì tôi có viết một cái bài này và Binance nó sẽ list tất cả những cái hệ sinh thái ở trong Polkadot này đúng không ạ? Rất nhiều cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Giá của DOT tức là đã từ 5 đô lên 34 trăm rồi, 34 Binance rồi đúng không ạ? Đấy, tìm hiểu về Polkadot đúng không ạ? Tiềm năng trong 2021, thì đây là những cái mà chúng ta xem được các cái chu trình của ICO và STO và IEO, và bây giờ chúng ta đang làm cái môi trường của IDO. Tuy nhiên toàn bộ tất cả những cái quy trình này chúng ta sẽ để ý đến đến Bitcoin. Bitcoin giống như là VN Index để mà các mã chứng khoán, nếu trong trường hợp nó có sập thì chúng ta phải xem qua cái mã của Bitcoin. Vậy thì khi mà Bitcoin chúng ta xem các cái giá thì có cái thông tin đúng không? Sau khi bơm tiền đợt này chúng ta sẽ chứng kiến những cái đợt sụt giảm kinh khủng đúng không ạ? Và ở các cái mảng như là hàng hóa, phái sinh rồi tất cả mọi cái thì nó cứ lên mãi, nhưng mà chắc chắn là sẽ có những cái cú đâm rất là khủng khiếp trong thời gian tới. Và ở cái video này tôi với lại bạn Việt Anh sẽ nói nhiều về Bitcoin và tưởng tượng rằng thời gian tới chúng ta sẽ view được nhiều cái kèo hơn. Vậy thì cái việc ICO mua khi ở Bitcoin lên hoặc IDO mua ở Bitcoin lên nó rất rủi ro, nó tiềm ẩn rủi ro. Chúng ta thường có xu hướng mua ở các cái kỳ đâm của BTC, thì chúng ta sẽ có cái lợi khi mà BTC lên để chúng ta nhìn thấy được cái đà tăng giá. Nhưng cái IDO nó có cái hay là nó mua bằng USDT cho nên là nó không phụ thuộc nhiều vào cái vấn đề Bitcoin, nhưng chúng ta xem sóng của Bitcoin để chúng ta có thể đưa ra các giải pháp. Và ở các video trước chúng ta phân tích, thứ nhất là Bitcoin được chạm bởi breakout tại các cản cản từ 48, 49 đúng không ạ, 52, thậm chí là các vùng như 56 đúng không ạ? Rất nhiều các mức cản cản là cái vùng breakout, và khi chạm cản lại bị đập xuống, cứ khi chạm cản lại bị đập xuống. Và hiện tại là giá của Bitcoin đang loay hoay ở các vùng 50417 để chạm đúng cái cản là 52200. Vậy thì ở các video trước chúng ta có thấy cái sự hồi lên của Bitcoin, thì trong cái thời điểm này thì Việt Anh có cái view nào có thể chia sẻ cho anh em thông qua các phương pháp của Việt Anh xem. Ok, về yếu tố cơ bản đi. Thì hiện tại là Mỹ vừa thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ đô là hỗ trợ nền kinh tế. Cái việc bơm tiền này thì em thấy là sẽ làm cho đô la giảm trong ngắn hạn. Yếu tố này sẽ tác động hỗ trợ giá Bitcoin. Tuy nhiên là về yếu tố kỹ thuật, chúng ta thấy là Bitcoin hiện đang phản ứng cái vùng đỉnh cũ
tại mức giá là khoảng 52.000. Bốn đỉnh rồi đúng không? Bốn đỉnh. Năm đỉnh, bốn này, một này, hai này, ba này, bốn này, năm, đúng không? Năm đỉnh đều chạm đúng không? Nếu mà phá được lên thì nó lên sẽ mạnh lắm đúng không? Chính xác. Thứ hai là cái chen chéo đây nữa, là cái vùng kháng cự rất là mạnh. Tuy nhiên ấy, khi chúng ta mở cái khung tuần, thì nến tuần trước là một cây nến lên rất là mạnh. Em nghĩ là trong tuần này Bitcoin sẽ được hỗ trợ để là phá cái vùng kháng cự hiện tại để lên những mốc như là 55.000, 53.000, cái vùng đỉnh trên này. Tức là nó sẽ phá breakout đúng không ạ? Nếu trong trường hợp nó vượt qua được các cái bốn đỉnh này đúng không ạ? Tức là bây giờ nó test ở các mốc đúng không ạ? Tất cả là test ở các mốc, thậm chí là 52 này, 52 này, đúng không? 52, 51, 9 này. Đó, đây là những cái mốc test, nhưng mà trong vừa rồi nó đã chạm cái này, sau đó nó bật xuống khỏi breakout, khiến cho giá nó không bật lên được qua cái vùng trên này. Nếu trong trường hợp nó phá được bốn cái đỉnh này thì chắc chắn là gì ạ? Nó sẽ tìm về những cái đỉnh cao để nó sẽ test ở các vùng 58 lại một lần nữa. Vậy thì test đi test lại ở các cái bốn đỉnh này, bốn năm đỉnh này thì cái xu hướng tiền hiện tại đang bơm vào rất là nhiều trong thị trường, đó là các cái vùng của giá khi mà Mỹ bơm 1.900 tỷ, cộng với lại các cái sức hút của các quỹ trong thời gian qua mua, chắc chắn là mua nó đang mong muốn chốt lời rồi. Rất nhiều quỹ đang mua thêm ở các vùng 46, 47 ngàn và bây giờ lên đạt được mốc 50, tức là đã có lãi. Mà có lãi mức này chắc chắn họ sẽ không chốt ngay rồi, và họ tiếp tục bơm lên bởi vì đang mua, đang kỳ mua, đang chen mua, họ vẫn cứ lên đúng không ạ? Và khi nó gãy khoảng độ tầm 52 như này chắc chắn là gì ạ? Bị đánh xuống bởi những cái cá nhỏ đúng không? Và để gì ạ? Vượt qua bốn cái đỉnh này. Thế thì ngoài cái tin tức cơ bản đấy thì các cái yếu tố kỹ thuật thì em có thể dự đoán được là nó lên ở các vùng 58. Vâng. Ngay trong tuần này. Có thể trong tuần này để lên được. Tại vì cái kỳ vọng thị trường bây giờ đang rất là lớn. Nhà đầu tư có xu hướng là tránh lạm phát. Cho nên là sẽ tìm được những kênh như là coin để tránh được lạm phát. Đúng rồi. Sự ủng hộ của giá dầu đúng không ạ? Dầu lên cao nhất một năm đúng không ạ? Rồi rất nhiều các cái mã được bơm tiền, thị trường hàng hóa cũng lên đúng không ạ? Và coin cũng được cổ suý cho cái gói 1.500 tỷ, giống như một cái đà hưng phấn đúng không ạ? Chúng ta xem BNB, BNB hiện tại cũng đang trong cái vùng tích lũy giống như kiểu Bitcoin đúng không ạ? BNB đó, BCH rất nhiều, nhưng tôi muốn xem cái mã của EOS đó, ở các mốc giá thấp hiện tại đúng không? Ether cũng đang lên. Đó. Ether hiện tại đang ở các mốc dưới và cũng đã được đỡ rất là nhiều các vùng như là 900 để nó test lại. Hiện tại là nó đang được cổ vũ bởi dòng tiền từ 1.900 tỷ đó, để test lên các cái vùng cao. Cụ thể nó sẽ nhắc lại các cái vùng như là 1881, đi vào từ vùng này là 1720 lên vùng 1848, 1881 đúng không? Và đặc biệt là chúng ta kỳ vọng chinh phục ngay trong tuần này là 2023 để phá đúng không? Linh đúng không? Các cái mô hình của con ICO như là IDO đúng không? Chúng ta xem cái DOT, DOT, DOT USD của sàn Karen. Chúng ta xem giá làm giá rất là khiếp đúng không? Và bây giờ nó đang vùng 34 đúng không ạ? Chúng ta đã nhớ rằng là các IDO này đã xuất phát được rất nhiều, được các vùng 5 đô đúng không ạ? Đây là 6 lần và đang có cái mốc điều chỉnh. Và đây cũng là vùng mua của DOT. Chúng ta xem qua về các cái tin tức mà giá vàng trong thời gian qua khiến cho chúng ta đợt này đang có những cái tin đồn là Bitcoin nó sẽ thay thế vàng. Chúng ta sẽ nhìn ở các cái mốc của vàng sau. Gold 1706 phá các cái mốc của 1600 dưới 1700 đúng không ạ? 1688 đúng không ạ? Đang có cái sức hồi và nó đang điều chỉnh đúng không ạ? Việt Anh đánh giá thế nào về các cái vùng của vàng? Hiện tại thì vàng đã bật lại từ đáy 1700. Tuy nhiên là em nghĩ được triển vọng trong thời gian sắp tới của vàng ấy không được khả quan cho lắm. Tại vì là bây giờ trong cái môi trường lạm phát thì như anh nói, nhà đầu tư có xu hướng là tìm những kênh đầu tư khác như là Bitcoin để tránh lạm phát.
Thay thế vàng trong tương lai trở thành vàng kỹ thuật số. Đấy. Cái thứ hai nữa là các cái quỹ ETF bây giờ đang tập trung là xả vàng, không mua nữa. Nên là về yếu tố kỹ thuật ấy, thì em nghĩ là vàng sẽ một lần nữa phá mức 1.700, tìm đến những mức như là 1.650. Đây. Đấy, nó Đúng giò, nó sẽ giò đúng không? rồi. Ok, do vậy là gì ạ? Trong cái gen view của chúng ta sẽ tìm ra những cái giải pháp để chúng ta có thể gì ạ? Đổ tiền vào. Đúng không? Hiện tại về vấn đề thị trường hàng hóa cũng đang được tích lũy bởi những cái mô hình giá lên cũng như là giá dầu đi lên đúng không? Duy chỉ có giá vàng chúng ta xem là cái sự thoát khỏi cái sự trú ẩn an toàn của nhà đầu tư cũng như là các quỹ nó đang mô hình bán ra. Vậy các nhà đầu tư sẽ có thiên hướng là gì ạ? Tìm ra các vùng như là 1661, đây là một trong những cái mô hình đang đánh xuống. Vậy thì cái chọn điểm giá để bán đó chính là cái cách để chúng ta dò được cái lệnh để bán ra đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy được các cái mức cản của giá đối với vàng. Thì trong cái website gold.vn chúng ta sẽ có được các cái tin tức về vàng. Thì hy vọng rằng các nhà đầu tư cũng có thể xem xét được các cái mốc đó để chúng ta tham khảo. Phải quay trở lại với Bitcoin. Thì lúc này Bitcoin đúng là các cái sự quan tâm của nhà đầu tư đúng không ạ? Cái việc mà mua Bitcoin ở cái mốc giá lớn thế này đúng không ạ? Cũng sự sợ hãi. Do vậy là các giải pháp của đầu tư trong cái GenView chúng ta cũng có những cái sự đòn bẩy thông qua cái việc mà thông qua sử dụng MT4. Thì chúng ta có thể theo dõi ở các cái link ở dưới video này cũng như là các cái bài trong Bitcoin trong Jcoin.vn để chúng ta tìm ra cái giải pháp đầu tư của chúng ta. Thì cũng giống như là đợt này ấy, nhà đầu tư đang dồn vào rất nhiều các video nói về Bitcoin, nói về đầu tư gì với 100 triệu thì đổ vào thị trường coin là coin nào đúng không ạ? Thì hôm nay tôi cũng đã chia sẻ với mọi người về cái IDO để chúng ta xem và cái con DOT cũng như là một số các cái list coin cũng như là cái tỷ lệ của hệ sinh thái DOT cũng như là các cái view đúng không ạ? Đúng không ạ? Cũng như là các cái view đúng không ạ? Đó, lịch IDO đúng không ạ? Các hệ sinh thái, các tổ chức với Bitcoin và họ đã gom như thế nào. Thì hy vọng rằng chúng ta có cái nhìn tổng quát thông qua để cho chúng ta có được cái cách để chúng ta tham khảo. Đến với gen và một số cái vấn đề về no loss system chúng ta có thể tìm hiểu được ở website noloss.vn và hẹn gặp lại và xin kính chúc hợp tác. Xin được cảm ơn Việt Anh buổi sáng nay đã có những cái tin tức về bản tin về đầu tư. Xin được cảm ơn em.